Xin chào 500 em đã quay trở lại với channel Funny Luffy. Trong chapter 1032 trước đó, chúng ta đã thấy Marco Izo cùng với Yamato và tên number số 2 Fuga, tất cả đều đi tìm ngăn chặn con quái vật Kazenbo. Bên cạnh đó chúng ta cũng đã thấy hai tên Shinobi Zero đối đầu với Abu và Drake. Còn bên ngoài lâu đài thì trận chiến giữa King với Zero diễn ra vô cùng khốc liệt. Nhưng quan trọng nhất đó là sự xuất hiện của Kozuki Hiyori với tiếng đàn Samisen ngay tại đất quỷ Onigashima này. Chính tiếng đàn đó đã khiến cho Thanh Enma một lần nữa hút cạn Haki trên cánh tay phải Zero. Còn Orochi thì bằng thằng ngơ ngác trước sự xuất hiện của Hiyori. Và trong lúc chờ đợi những thông tin nhanh One Piece Chapter 1033 thì theo bạn One Piece Chapter 1033 sắp tới sẽ có những diễn biến nào liên quan tới những nhân vật nào? Và đây là suy nghĩ của tôi về điều đó, còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống em yên bánh nút trắng trà và dự đoán một vài diễn biến sẽ xảy ra trong Chapter 1033 sắp tới. Diễn biến đầu tiên, trận chiến giữa Zoro với King. Chúng ta sẽ tiếp tục được thấy những diễn biến liên quan tới trận chiến giữa King với Zoro bên ngoài lâu đài. Theo đó tôi nghĩ rằng King sẽ tỏ ra bất ngờ với tiếng đàn Samisen cũng như phản ứng của Thanh Enma với nó. Cùng với việc trong chapter 1032, King tỏ ra rất thoải mái khi chiến đấu với Zoro. Và dù nghiêm túc nhưng chắc chắn King chưa bung 100% sức mạnh của mình. Và tôi rất muốn thấy phản ứng của King với hoàn cảnh hiện tại của Zoro là như thế nào. King dừng tấn công và xem xét tình hình hay vẫn mặc kệ Thanh Enma đã hút cạn Haki của Zoro mà lao vào tấn công. Bởi từ điều này, chúng ta sẽ được thấy King có xem thường sức mạnh của Zoro hay không. King muốn một trận đấu đã tay với sự công bằng hay là tìm kiếm chiến thắng bằng một cách. Bởi trước đó đã bánh, chúng ta đã thấy Katakuri không đứng yên khi biết rằng Luffy đang chuẩn bị biến hình Gear 4. Sao ta phải yên lặng và xem trong khi biết ngươi đang chuẩn bị biến hình nhỉ? Và đó là bởi vì Katakuri không hề xem thường sức mạnh của Luffy, mặc dù cho Luffy hoàn toàn giữ cơ lép vế. Có nghĩa nếu ngay lúc này King vẫn tiếp tục tấn công Zoro bất chấp mọi thứ đang xảy ra, có nghĩa King tỏ ra rất tôn trọng, không hề xem thường sức mạnh của Zoro. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ diễn ra theo chiều hướng đó. Đặc biệt hơn nữa, tôi muốn thấy King vừa tấn công vừa đưa ra những nhận định của mình. King có một óc phân tích phán đoán tình hình rất sắc bén, và với những phản ứng của Thanenma, chắc chắn King biết rằng Zoro sở hữu thanh danh kiếm này chưa được bao lâu, chưa thể thuần hóa nó và chưa biết làm cách nào để lưu chuyển Haki bên trong cơ thể một cách hợp lý. Tức ý tôi là trong chapter này chúng ta sẽ thấy King vừa đánh vừa nói về Haki với kiếm thuật. Chính điều đó khiến cho Zoro nghiệm ra được rất nhiều điều. Biết đâu chúng ta sẽ còn thấy Zoro nhớ về những lời của Mihawk, giống như cái cách Luffy nhớ tới ông trùm Hiogoro Hoa khi nghe Kaido nói về Haki Bá Vương lưu chuyển vào đòn tấn công. Nhưng có lẽ điều tôi muốn thấy ở Zoro trong chapter 1033 này nhất đó là cậu ta có còn đủ sức khuất phục Thanenma, biến cái tay đang bị hút cạn Haki trở lại bình thường như cái cách cậu ta đã làm ở làng Amigasa trước đó, rất đáng chờ đợi. Diễn biến thứ hai, ngăn chặn con quái vật Kazenbo. Trong một vài chapter gần đây, bên cạnh sự thể hiện của Sanji hay Big Mom trước Kick và Law, thì sự xuất hiện của con quái vật Kazenbo chính là tâm điểm. Bởi vì thấy Kazenbo đã làm thay đổi cục diện trận chiến ở đảo quỷ Onigashima này khá nhiều. Những tàn tích, những đám cháy do Kazenbo gây ra chính là những biến số không thể kiểm soát, là lý do tốt nhất để Oda tạo ra những đột biến bất ngờ. Và minh chứng cho điều này chính là cặp đấu không ai ngờ tới giữa hai tên CP0 với Abu và Drake. Bởi trước đó hai tên CP0 đang truy đuổi Brook với Robin, nhưng vì những đám cháy do Kazenbo tạo ra đã ngăn cách cả hai, cùng với sự vô tình nhìn thấy của Abu mà cục diện chuyển sang một hướng khác rất có lợi cho liên minh Luffy, đặc biệt là với Robin. Và tâm điểm Kazenbo này ngày càng nóng lên, càng kịch tính hơn khi khoảng cách tới kho vũ khí ngày một rút ngắn. Chúng ta đã thấy rõ điều đó qua cách Oda rất sâu chuốt, dành rất nhiều khung tranh để nói về con quái vật Kazenbo này. Thậm chí Oda còn dùng cả băng đồ để miêu tả đường đi, địa điểm hiện tại của nó. Và ngay lúc này, không chỉ Yamato cùng với tên number số 2 Fuga, mà cả Izo và Phượng Hoàng Marco cũng đang thẳng hướng Kazenbo mà xông tới. Có nghĩa theo tôi, trong chapter 1033 sắp tới, Oda sẽ tiếp tục để cho Kazenbo lên sóng với màn đi xuyên tường bá đạo của mình. Cùng với đó chúng ta sẽ biết là Yamato đã nhờ vả tên number số 2 Fuga điều gì. Yamato sẽ có hành động gì để ngăn cản con quái vật này hay không? Đồng thời Izo và Marco cũng sẽ tiếp tục lên sóng, nhưng nhìn thấy được Kazenbo chắc là điều chưa thể. Vì theo bản đồ thì khả năng rất cao, Kazenbo đã đi xuyên qua gần tới kho vũ khí. Và nếu bạn còn nhớ thì ở Dressrosa, Doflamingo cho xây dựng những song sắt của đấu trường Corrida bằng đá biển. Đó là lý do vì sao nhóm Rocky đã dùng cả đấu trường Corrida như một tấm khiên ngăn chặn lồng chim sau đó. Doflamingo có mối quan hệ chặt chẽ với Kaido bách thú và Wano Cook là nơi chế tác ra đá biển. Đồng thời thì kho vũ khí khổng lồ được cất giấu ở nơi sâu nhất của đảo quỷ Onigashima, chính là nơi theo tôi được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Với khả năng cao, nơi đây không chỉ cất giấu vũ khí mà còn cả những phiến Bonenglit, trong đó bao gồm cả phiến Rock Bonenglit. Vậy tôi muốn nói là nhiều khả năng cũng giống như đấu trường Corrida, thậm chí là kiên cố hơn như vậy. Khi tu hoàng Kaido bách thú đã cho bọc toàn bộ kho vũ khí này không chỉ bằng sắt thép mà bằng cả đá biển nhằm ngăn chặn những cái ăn trái quỷ xâm nhập vào đây trái phép. Và Yamato đang ăn trái quỷ nên bị đá biển khắc chế, còn những tên number mà cụ thể đây là tên number số 2 Fuga không ăn trái quỷ nên sẽ dễ dàng phá hủy những cánh cửa hoặc những vật cản làm bằng đá biển hơn. Bên cạnh đó thì Brook và Robin cũng đang chạy trốn CP0. Với những diễn biến như vậy thì khả năng rất cao cả hai sẽ cùng với Yamato đột nhập kho vũ khí khổng lồ, nhưng mục tiêu cốt yếu là thu thập thông tin các phiến Bonenglit. Thậm chí là không ai khác mà chính Brook sẽ hóa giải con quái vật Kazenbo bằng chính sức mạnh băng giá và linh hồn của mình. Bởi không chỉ Kazenbo mới biết đi xuyên tường, mà Brook còn làm điều đó điêu luyện hơn. Diễn biến thứ ba, Denjiro đứng sau cánh gà sân khấu lộ mặt. Từ sau lần xuất hiện cuối cùng ở Ringo trong chapter 955 thì mãi cho tới tận chapter 1032 vừa qua, Kozuki Hiyori mới xuất hiện trở lại và mọi thứ chắc chắn lợi hại hơn xưa. Như tôi đã phân tích về việc từ khi trận chiến diễn ra, Denjiro luôn duy trì liên lạc với Hiyori.
Vì thế mặc dù chưa xuất hiện, nhưng tôi khá chắc chắn rằng trong căn phòng này không chỉ có Hiyori với tên Fatboy Orochi, mà còn có cả Denjiro. Và nhiều khả năng trong chấp tơ 1033 sắp tới, chúng ta sẽ thấy cả ba nhân vật này xuất hiện với sự ngơ ngác bằng thần của Orochi. Trước đó Hiyori luôn đeo mặt nạ khi tấu khúc Nguyệt Công Chúa trước đám đông, nhưng còn ngay lúc này thì khác, Hiyori không đeo mặt nạ, với vẻ ngoài rất điềm tĩnh, mặc dù nội tâm đang phần phật sự tức giận, oán hận Orochi. Orochi là một kẻ nhớ rất dai, vì thế khả năng cao sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn ta sẽ hỏi vì sao Hiyori luôn đeo mặt nạ khi tấu khúc Nguyệt Công Chúa, còn giờ thì không. Và với sự bảo vệ vững chãi của Denjiro từ trong bóng tối, ngay lúc này Hiyori hoàn toàn có thể lật bài tẩy với Orochi. Bằng việc nói về nguồn gốc của bài hát này, về việc người cha Kozuki Oden vô cùng thích nó, về lý do tại sao cô xuất hiện ở nơi đây. Và nếu không phải lúc này thì chẳng còn cơ hội nào để Orochi phô diễn sức mạnh thật sự của mình cả. Hắn ta suy lị tình vì sắc đẹp của Hiyori, hay bừng tỉnh khi biết rằng trước mặt là kẻ thù và xuống tay hạ sát, rất khó đoán. Có thể Hiyori không biết rằng thanh niên kiếm di vương anh ma của cha mình đang phản ứng dữ dội với tiếng đàn Samisen. Và sẽ như thế nào nếu Hiyori tiếp tục tấu khúc Nguyệt Công Chúa nhưng với nhịp độ kịch tính cao trào hơn, trong khi Denjiro xuất hiện chiến đấu với Orochi, sẽ thật sự thú vị. Và điều này vô hình chung sẽ làm cho Thanenma phản ứng dữ dội hơn nữa, thúc đẩy sự phát triển Haki trong cơ thể của Zoro nhanh chóng hơn nữa. Diễn biến thứ tư, Rồng Momonosuke xuất hiện chớp nhoáng. Trong chapter 1032, Oda đã dành cho Rồng Momonosuke một khung tranh nhỏ, nhưng cũng đủ thấy sự thay đổi của Diêm Vân là như thế nào, nó to hơn đáng kể so với trước đó. Và tôi nghĩ rằng trong chapter này, Oda cũng sẽ để cho hai anh em Momonosuke Hiyori đồng thời xuất hiện với hai diễn biến khác nhau, nhưng đều có chung mục đích là giết chết Orochi, tống khứ Kaido, phục hưng gia tộc Kozuki. Và không chỉ là một khung tranh toàn cảnh mà Oda sẽ để chúng ta thấy rõ hơn thành quả của Rồng Momonosuke đạt được là như thế nào. Cậu nhóc đã làm chủ được Diễm Văn chưa? Hay vẫn còn đang nước mắt nước mũi lòng thòng khóc lóc lo lắng? Diễn biến thứ năm, những tên Sub-Zero xuất hiện. Khả năng cao trong chapter 1033, chúng ta sẽ tiếp tục được thấy trận chiến giữa hai tên Sub-Zero với Abu và Drake diễn ra như thế nào. Hai tên Sub-Zero, những kẻ đại diện cho chiếc khiên Egwene trong thần thoại Hy Lạp, có chiến thắng được thanh kiếm của hai quân hay không? Ngoài ra thì tôi cũng muốn thấy hành tung của tên Sub-Zero còn lại. Hắn ta đang làm gì? Đang ở đâu? Đang nhắm tới Robin hay một điều gì khác? Rất khó để có thể đúng hết năm diễn biến này, nhưng hy vọng hơn 50% sẽ trở thành sự thật. Và cuối cùng là hy vọng các bạn thích video ngắn này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.